What's up? Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Tùng MG. Mình chủ kênh Tùng MG xin kính chào tất cả các bạn. Trong khoảng chừng từ tháng để coi tết tây mình là tháng tháng 2 đúng không? Tính tới nay là cũng 5-6 tháng rồi. Và mình đã comeback trở lại theo như mong muốn của các bạn yêu cầu. Thì thực ra mình hỏi thì video này thì mình khá là vui khi mà mình được quay trở lại chơi game ARK cho các bạn xem. Thì mình không biết nói gì hơn thì cảm ơn các bạn thời gian qua đã nói chung là tích cực comment ở trên những video cũ của mình cũng như là đã xem lại những video cũ dành cho bạn nào vừa mới xem video của mình lần đầu á. Thì nói chung là mình xin giới thiệu mình là Tùng, kênh này là Tùng MG, trước kia là Mê Game nhưng kênh kia mình đã bán rồi. Cho nên là các bạn cứ gọi mình là Tùng MG, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Slogan chất quá đi. Thì hôm nay mình sẽ chơi lại ARK, thì rất mong được sự ủng hộ của các bạn cũng như là like, share, nhiệt tình và subscribe nha. Mình quay lại thì cũng không có kiểu như là không mong muốn ở các bạn nhiều về vấn đề là các bạn sẽ share cho mình, like cho mình ha, bla bla lem lem các kiểu này nọ. Mình chủ yếu quay lại về niềm đam mê của mình thích những cái cảm giác như lúc này được chơi game cho các bạn xem, được được nghe comment của các bạn, được like, share, subscribe. Ok, như đó là quá đủ với mình rồi. Và bây giờ thì mình sẽ vào game. Thì ở đây mình đã hôm qua mình đã ngồi mình setting được một mớ, nhưng mà hôm qua mình có dựng thử một cái video, nhưng mà tại vì sao ta, mình chưa có tải cái map Crystal Isle này, cho nên là mình hôm nay mình tải lại. Thấy không? Thì ở đây vẫn như cũ thôi, không biết là các bạn muốn mình chơi nhanh hay chơi chậm thì các bạn cứ comment bên dưới để mình biết, mà mình kiểu như theo nhịp độ à. Và ở đây thì mình sẽ chơi độ khó 1 và XP cũng như timing speed 10 đi. Cái đây là con số vừa phải chứ không phải gọi là quá nhanh, cũng không phải gọi là quá chậm. Harvest mode thì 10 đi là đẹp nhất. Còn ngoài ra mình sẽ chỉnh một vài setting cho bạn nào mà chưa biết chỉnh setting. Ví dụ như là mình sẽ chỉnh thêm một cái tick nữa, đó là show map layer location đây nè. Đây. Ha. Còn về phần mod á, thì mình sẽ xài ba mod đơn giản nhất có thể, đó là giúp cho kiểu như không phải giúp cho nhanh game hơn mà giúp cho nó tối ưu hóa cái thời gian sắp xếp đồ của mình. Đó là resource stack, mod xây dựng thì là stretch load, và một cái mod rất là lâu rồi đó là super spy lab, cái ống nhòm để có thể nhìn được cái info của những con khủng long. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào game. Rồi vô các bạn ơi, và đây là phần chỉnh nhân vật. Chỉ đơn giản là lựa thằng nhân vật nào cho nó có vẻ như nó ngon dai một tí. Theo thông thường thì mình sẽ chỉnh mắt binh, nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉnh mắt Maximo đi. Ok. Để mình tắt một tí nhạc để mất công là nó quýnh cái bản quyền mình, cái là cơm mình đã nhỏ rồi, bây giờ nó quýnh thêm cái nữa là sập kênh đấy. Tên nhân vật là TMG, và nếu mà bạn nào là fan cứng của ARK thì các bạn sẽ biết được cái map Crystal Isle này á, là nó lúc trước nó là một cái bản mod, nhưng mà có thể là nhà phát hành game thấy cái bản mod này chất quá thì nó đem vào một cái bản game chính luôn. Thường thường mình sẽ chơi sao đi ha, sao đi cho nó đẹp, sao S hay sao S ha, sao giữa đi, hay là mình nó rìa đi. Thường thường mình thích ở biển cho nên là chúng ta sẽ chọn mấy cái nào nó rìa rìa đi, có biển dễ bắt Megalodon. Now non non sweat, tính là cái map này nó cũng nhỏ chứ đâu có rộng lắm đâu. Thật
thời đó các bạn luôn. Cái map này nó bao đẹp luôn. Hồi đó mình có chơi thử hình như là ở season 8 của kênh My Game, bạn nào mà không nhớ thì bạn có thể lục lại. Map này bao đẹp luôn, ý là lúc trước nó chưa được tối ưu quá bởi nhà phát hành game. Nó là chỉ là một bản mod thôi nhưng mà nó cực kỳ đẹp. À, cái này á, có thể các bạn thấy cái đồ họa của nó không không được mượt cứt cho lắm, không phải là không được mượt cứt nhưng mà không có giống những cái streamer hay là youtuber khác chơi, tại vì mình đã dùng cái mã code để tối ưu hóa của nó lại rồi, cho nên là nhìn cho cái FPS nó tăng lên, cho nên là các bạn thấy là nó có vẻ như là nhìn vậy thôi nhưng mà nó rất là khác khác cái gì đó, đúng không? Nhìn nó khác khác cái gì đó, từ những cái hiệu ứng sa đồ hay là gọi là đổ bóng ấy cho tới mấy cái hiệu ứng của vật thể, tại vì nó ngốn data vậy lắm. Ok, ôi mình chọn sai vùng rồi anh em ơi. À, tự nhiên tôi vô cái rừng Redwood chi à? Ơ, tôi vô rừng Redwood chi nhờ? Ai cha, thôi cậy gán sinh tồn đi chứ không lẽ bây giờ chết rồi respawn lại thì nó có vẻ như là rất là hãm. Ok ok, từ từ để sinh tồn rồi đi qua cái vùng khác đi. À đây, tắt một cái chức năng mà mình cực kỳ ghét, lát lơm với lát xếp này nè. Ok, ai à, cái cây này đấm không được. Ok, nếu mà các bạn có ý kiến gì về video này cũng như là muốn mình chơi nhanh chơi chậm gì đó thì các bạn cứ comment nha. Đầu tiên mình sẽ bỏ mấy cái này hết, lâu quá không chơi không biết là có quen tay hay không. Crafting cái này học không nè, campfire cái này thì nhiều bạn có thể là các bạn sẽ nói là tại sao anh không có chơi mod này mod nọ, mod A, mod B, mod C gì đó. Thì lâu quá mình không có chơi lại cho nên mình không muốn các bạn ngợp cũng như là mình ngợp. Cho nên là mình chọn cái vanilla, gọi là vanilla để strand lại một tí kỹ năng. Rồi sau đó từ từ mình sẽ làm những cái season về Anunnaki cũng như Eternal hay những mod khác. Stone, Tarp và Wood. Stone, Tarp và Wood. Ơ, mình nhớ không lầm là mới vô nó cho mình cái cây bích và cái cây ấy đúng không? Cây rìu. Ơ, hồi nãy mình vứt ở đâu? À đây nè. Ờ, không có mấy ông ơi. Ờ, nó không cho què gì hết. Stone hả? Thôi mình thấy cục đá này rõ ràng lượm được mà sao không lượm được ta? Khó hiểu nhờ. Ơ. Ờ, đây có đá rồi. Tiếp theo là cái cây đây, Berlin. À, mình quên setting một tí về cái hút nữa cho nó to to lên cho dễ nhìn. Đấy, được rồi đấy. Đó, cái hút nó to to lên. À, có mê tổ ở đây luôn nữa nè. Ngon, được. Nếu mà các bạn nào không biết cái map Rystall Isle này á, có nghĩa là cái hòn đảo Rystall, như cái tên gọi của nó thì nó rất là nhiều Rystall, nó rất là nhiều cái gọi là kỳ quan. Map này mình công nhận map này đẹp thiệt. À, nâng cho mình một tí quay đi. Ok, không biết là mình nên sinh tồn ở, mình nên sống ở cái chỗ này hay không. Redwood thì mình hơi ngại. Đây cái hòn Rystall nè các bạn.
Nếu mà may mắn thì mình sẽ bắt được một con chim, một con Pteranodon để mình có thể bay ra khỏi cái chỗ này. Nếu không thì mình sẽ chết. Có vẻ như hơi lắc ha. Ui được mẹ, cano kìa, cano mà sừng đỏ. Mình để ý nha ha, mình có thử vào game và chơi cái mod mà kiểu như Island á, cái map đầu tiên á. Mình thấy là hình như mấy cái nhà phát hành game nó được sơn lên, kiểu như mấy con thú được nhà phát hành game sơn mấy cái màu, nó có vẻ như nó dị dị. Mình cũng chả biết sao nữa. Hay là bắt con này đi ta. Ôi con này 130 bắt sao nổi. Con này 130 khó bắt lắm. Đi kiếm con khác đi. Mình nghĩ mình sẽ chơi chậm chậm lại, xây dựng kiểu như xây dựng rồi sinh tồn và hưởng thụ cuộc sống, rồi từ từ mới đi gọi là bắt thú hay đánh boss thôi các bạn ơi. Chứ mình nhiều khi mình chơi nhanh quá các bạn ngợp, hiểu không? Cái đẳng cấp mình chơi nhanh quá các bạn ngợp chết, các bạn theo không kịp. Cứ từ từ. Cano đúng không? Cano kìa. Hải Ly bên đây luôn kìa. Rồi. Lạ. Thôi. Được. Ui đẹp mà. Cái con chó này. Ok. Mình đầu thay cái chỗ mà nó hơi bị sai lầm, để mình đổi sang cái sao ép nè. Má đầu thai cái chỗ là không tốt cho sức khỏe rồi. Vô là thấy cái rừng Redwood là thấy ngợp rồi. Đấy. Ok các bạn chờ anh tí nó respawn lại. Rồi. Ui cái vùng này, ủa sao đứng yên nguyên vậy? Ok. Cái vùng này đẹp nè, cái vùng này được nè. Cái vùng này mình thấy là đất lành chim đậu ấy. Được đấy. Nhưng mà mình ở trên đây thì nó hơi bị kiểu như mình muốn cái vùng nào nó. Ui. Ở bên kia là đầm lầy hả? Ai cha, đầm lầy cũng khó chơi lắm các bạn ơi. Ở đây có cái núm nè. Ui. Vậy là cái map này á, thường thường á các bạn thấy là sau này á, những cái map mà được phát triển á, nó sẽ thêm vào những cái nguyên tài nguyên mà của những cái DLC khác có. Ví dụ như cái cây núm hồi nãy mình mới đánh á, đó là nó nằm ở trong cái DLC Aberration. Sau này nó nhà phát hành game nó cho mình rồi. Chết mẹ sao vậy? Ơ đẹp mẹ, thiết kế game mà lại kiểu lồn gì nhờ. Cái cây này đấm chừng nào chết. Cái đéo nào nhờ. Không có blin cũng ăn. Ăn lồn luôn. Sao tự nhiên có cái cây này ở đây nhờ. Điệt mà vãi luôn. Đóng xỉu luôn. Đéo hiểu. Không. Tự nhiên mình lọt vô cái góc bùng. Mà cây thế nhờ. Ok chờ hết xỉu rồi. Thằng này nó xỉu nhanh lắm. Ui điệt mẹ, lại bùng nữa à. Cây thế nhờ. Gãy xương thôi cho mình chết đi bạn ơi. Cây này đấm hoài không chết luôn kìa. Cây
Ok, giờ chỉ chờ cho nó chết thôi. Muốn chết cũng khó lắm chứ. Chết nhanh đi anh ơi. Rồi xỉu nữa. Mà muốn chết phải xỉu 3 lần mới chết à. Mình có tính là không biết là các bạn thích mình quay Minecraft không, để mấy nay mình cũng có hứng cho Minecraft ấy, thì nếu mà rảnh thì mình sẽ quay hai game cùng một lúc nếu mà có thời gian nha anh em. Mình chưa hứa là sẽ quay đều ra RK đều hay là Minecraft đều gì cả, nhưng mà mình khi nào rảnh thì chắc chắn sẽ có những video về RK và Minecraft luôn. Ok. Spot đấy, cái chỗ này là mình mong muốn nhất đây. Phải như thế. Đó, đầu thai đúng nhà rồi nè. Phải như thế. Sau hai lần chết là mình đầu thai chính xác không? Ý là mình chơi chậm rồi đó mà các bạn không biết là có ngợp hay không. À các bạn nhớ cái chỗ này không? Để khi nào mình có con chim á, mình chỉ cho các bạn cái season 8 ở bên kênh Mega á, là mình sinh tồn ở đâu, mình cái nhà mình đặt ở đâu. Cũng gần gần đây à chứ không có xa đâu. Thôi các bạn thấy ý là mình chỉnh đồ họa nó hơi bị thấp rồi đấy, mà nó còn đẹp như vậy rồi. Rồi, rồi bắt đầu công cuộc sinh tồn. Mình nghe cái tiếng con này. Ok. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ lên quay cho mình trước. Tại vì mình đã xác định được là mình ở đây rồi, cho nên là cần lấy nhiều đồ. Nhiều đồ thì lăn quay. Ở đây thì mình nghĩ là bình yên, cho nên là không cần phải nâng speed nhiều. Chắc là mình xây nhà ở đây quá không nè anh em. Xây nhà ở đây đẹp nè. Cái view này đẹp này. Hay là bên kia đi. Bên đây nè. Hợp lý á. Để tôi làm cái rìu tôi qua bển cái đã tính tiếp. Ok. Thác và wood. Đá và lin. Ôi có một con đi lô kìa. Một con đi lô. Một trong những con vật khó chịu nhất trong game. Ui, ở đây. Mình cần một cái spear đó đã. Fiber. Fiber và wood. Ok. Mình tưởng là mình lấy những cái cây này nó sẽ ra frame. Mình mà nói đâu xa đâu. Lấy những cái cây đó mà ra frame lâu hơn cho các bạn. Hoa hiếm. Một cái trong hoa hiếm. Ơi chết bạn. Hoa hiếm thì ở trong Anunnaki nó mới có tác dụng chứ chơi vanilla thì nó không có nhiều tác dụng đâu. Để mình mần cái con đi lô này trước. Có cần chơi cái bola cho chắc không ta? Bola. Chơi cái bola thì cho chắc. Bola, thiếu hai. Ui điệt mà đòi hỏi khó vậy. Ui được mà 100 mấy hả? Xin biết chừng nào nó chết. Ui được. Ui. Má nó hát não này kìa. Bốn cây này dư sức xiên nó rồi. Ôi, non lắm em còn non. Em còn non lắm. Nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Ui.
Không, các bạn thấy kỹ năng mình thượng thừa không? Hết nước thì giọng nước. Ui ui, cái lồn gì à? Ôi, một con quay rình đó. Ui, sao nó có xuất hiện ở đây được trời. Ôi, đổi hướng, một con quay rình giọt. Nó vô game khó nha. Ra uống nước rồi đó, tính tiếp. Mình chạy qua bên kia đi anh em. Bên kia có một con Pronto, nó đi rất là nhức đầu. Mình cũng không muốn là phải qua bển nữa. Nhưng mà cứ thử đi. Ăn cái trái cây màu trắng vô. Ô, ở đây có 9 trái luôn à. À, mình sẽ nghĩ mình sẽ lên pick và quay đi, hợp lý. Ok, mình xiên con này luôn cái nữa. Con này 130 hả? Xiên cái chuyện nào chết rồi. Cũng nhanh đấy chứ. Cái chỗ này đẹp nè, mà có con Ronto rồi nó không đẹp rồi. Bây giờ mình nên đi bắt thú trước hay là mình nên đi xây nhà trước ta? Tạm thời mình nghĩ mình sẽ nên đi bắt thú đi, chơi theo kiểu Glacial đi, truyền thống đi. Ui, bên kia có gì kìa. À, cái chỗ này là để ráp mấy con theo cái map mà, cái map gì, cái map DLC gì nè, cái gì quên con mẹ đó rồi, cái gì mà lên mặt đất đó anh em. Aberration thì không phải. Đúng rồi, Attention Scott. Nó có thể ráp được mấy con người máy á, đại khái là vậy á. Con này 45 hả? Hay bắt nó hả? Bắt nó cũng được. Khoan khoan, để tôi coi địa hình địa thế nó như thế nào mới bắt được chứ. Có con bờ te đi luôn nè, ngon hết thân luôn. Con bờ te này nhiêu vậy? Bờ te 15 hả? Cái chỗ này được nè, chỗ này lên đây được nè. Được không? Để tôi coi coi. Đứng này nó bay tới không trời. Ở đây hợp lý nè. Ừ, được nè. Ừ, chỗ này giết dư sức. Anh em thấy tôi không? Nhìn một phát là biết là có thể tem được hay không rồi. Bây giờ cái việc đầu tiên là lấy thật nhiều stone rồi làm cái ná đập nó thôi. Bắt ngay con trai ở tập đầu tiên luôn mới ghê đó chứ. Không, Flint Shot. Đây. Flint Shot. Ráp được bao nhiêu cái? 6 cái rồi, ráp 3 cái thôi. 2 cái rồi. Ok. Tiếp theo là mình nâng quay lên. Cứ đứng đó đi con. Hai trăm tám chục cục hả? Có 220 hả? Lấy thêm miếng nữa đi. Ra uống miếng nước nữa là dư sức bắt đó. Con này nhiêu à? Con này 55. Nếu mà bây giờ á, mình bắn một con thì hai con nó sẽ dí. Dư sức biết. Giờ sao nhờ? Tự nhiên có một con ở đây nữa. Thôi kệ, chơi đi. Đứng gần cục đá thì tốt quá rồi. Thôi, các bạn thấy không? Nếu mà với kích thước mà của nó, bây giờ mình đứng lên cục đá này là mình bị nó hất và dư sức. Ui, chụp nè, sao mệt thế. Ai 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 ai. Ui,
Thôi nhảy 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 lại nhảy lại. Rồi, đây 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 đây, nó phải thế đấy. Trời ơi. Đau chưa? Các bạn thấy không? Bắn con này là con kia chạy lại à. Vì mình tập trung mình bắn con đỏ thôi, mình không bắn con nào hết. Á mà con đỏ nó chạy đi rồi mình xuống mình bắn con đỏ là bây giờ con kia nó bập mình. Ơ nó chạy à? Ơ sao lại chạy? Ơ bây giờ thấy nhiều nó hết trời. Má con đen kia, mình sợ con đen kia dí thôi. Má đây lùm cây cao quá mình không thấy tới. Ơ nó bị kẹt rồi, nó bị kẹt rồi. Bắn vô đầu nó sẽ xỉu cao thôi nha anh em. Đứng bên đây có thể vừa thấy con màu đen luôn. Trời ơi. Nó mấy cái vụ tem tem này là tùng MC đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Băng quỷ này mình bẻ cỏ một cái một. Ơ mày chạy ơi. Mày đâu? Ơ xỉu chưa? Ơ đâu? À ơ đâu ơ đâu ơ đâu? Ơ sao bây giờ nó quấy? Nó dí ngược lại mình ta. Chạy qua mấy cái cây này là nó có thể giảm tốc độ đó nè. Ờ à, nó bị kẹt rồi, nó bị kẹt rồi, nó bị kẹt rồi. Ù đù, má chưa kẹt nữa. Lại cái đáy tự nhiên dí tao. Tự nhiên dí tao. Má thả diều này mình lỗ á. Đây, 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 cái khe này đây, cái khe này đây. Tôi đủ mới có quay rảnh đâu lấy nữa. Ở thôi đi cha. Ờ tự nhiên chạy qua con quay rảnh kìa. Ờ đéo hiểu luôn. Đéo hiểu luôn. Tự nhiên nó chạy qua con quay rảnh. Vãi lồn. Ờ rồi sao sao bác sao giống qua bển. Đéo hiểu. Bỏ luôn chứ sao. Ok thôi tôi qua đây anh em ơi. Tôi qua cái vùng đất này. Lại nó bên kia qua đây. Đi 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 tem con khác thôi. Chứ giờ sao con bên kia. Tự nhiên nó chạy qua con qua rình bà nội tôi không giống qua bển nữa. Đó, con chuột mình sao thế nhờ. Ok qua đây có thể mình bắt được một con bà te luôn không chừng nữa. Nếu mà mình có cái bola. Kiếm cái con nhỏ nhỏ hơn mình bắt đi. Lên một tháp hơn tí 90 hả.
Mấy con này khó chơi lắm. Con này 20 hả? Ô, con rùa màu đỏ đẹp quá kìa. Bắt rùa đi tính tiếp hả anh em? Ơ thiệt mẹ, chuột mình sắp hư rồi. Ai đâu? Ở đâu? Cho ba mày đi. Nữa. Ui, đừng. Please. Má. Vãi cái đái, thứ ăn cắp đồ. Ui, con rùa này đẹp nha. Ui, con rùa này chất đấy. Chụp hình này cái. Con rùa này chất đấy. Chơi nó được đấy anh em. Quăng cái bola đi. Giảm thời gian nó một tí. À, mình tem trai không được thì mình tem rùa. Đơn giản thế thôi. Mà không biết á, theo không biết là từ trước tới giờ nha, mình chưa có thử là quăng bola cho con trai, không biết là con trai nó có dính hiệu ứng hay không. Tại vì hồi đó giờ mình bắt trai là không cần bola. Nhưng mà hôm nay cứ thử cho anh em mở mang tầm mắt chứ mình ba đồ quỷ mình cần cái gì. Tem nó cái một. Ok, nấu thịt cứ đã. Ăn trái cây vô cái đã rồi tính tiếp. Má, mấy con quỷ đó nó ăn cắp hết trái cây mình luôn rồi. À, mình nghe tiếng nó nữa. Rồi chắc được mấy cục rồi đó, hai cục đủ chơi rồi. Con này thì mình không cần phải làm gì nhiều, mình thả diều thôi. Không biết nó có đồng bọn không ta. Ây da, thôi bắn chút cây chuối. Thôi đừng cho nó ra ngoài biển. Mình cũng sợ mấy con quỷ rồi đó. Con này thì nó dễ chịu hơn con trai nhiều. Nó kiểu như là nó chạy là nó chạy luôn rồi, nó không có comeback lại, nó quýnh mình. Ờ đó thấy không, dễ ẹt à. Qua đồ quỷ nên bẻ cổ cái một. Rồi trái màu tím vô. Mà chờ cho nó timing thôi. Còn con quỷ này thì khó chịu lắm. Mình thử mình quăng bola vô chơi ngu. Quăng bola. Quăng bola cái mình bỏ xứ mà đi luôn. Được được, để mình lấy thịt thà cái kiểu này nọ, mình tem xong với con rùa rồi mình không ngại. Ok, để đây đi. Mình quăng cái không được thì mình bỏ xứ mà đi luôn. Nâng cho mình cái tốc độ chạy lên tí. Mình phải lên cấp cao cao tí, mình nâng cái stamina anh em. Nếu mà dính thì ok. Ui. Ui, thịt mẹ nó đeo dính. Ui mẹ, nó gồng là nó chơi mình luôn kìa. Ôi không dính rồi. Không dính rồi, khó chịu lắm. Ơi nó bị cản à. Ôi được mà, tưởng gì. Nếu mà bắt nó khó quá thì mình sẽ bắt kiểu như bắt theo kiểu bẫy nó một tí. Mình chơi bẫy nó, mình đòn nó một tí. Chứ bắt theo kiểu hit and run này nó khó.
Ok, bỏ 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 xứ đi thời gian đi, bỏ xứ đi thời gian đi, quay lại. Ok, chắc được rồi đó. Bỏ xứ đi thời gian là quay lại là được. Thấy chưa? Quá chi luôn. Để mình sẽ farm và mình làm cái bẫy bẫy nó chứ không gì. À, con rùa của mình xong rồi nè. Sẵn mình làm cái đồ gửi cho nó xong. Carbo đúng không? À, cementin hả? Khó chịu vậy. Cementin thì mình còn phải giết một cái con nào đó có chi tin hoặc là keratin. Ok, thôi. Như thế là đủ rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu mà các bạn có thắc mắc gì cũng như là có ý kiến gì về đóng góp cho video cũng như là các bạn muốn mình chơi như thế nào á thì các bạn cứ để lại comment bên dưới hộ mình nha. Và nhớ chia sẻ like share cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của season Survival Vanilla.